Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ đi đến cái nhà 250 Cao Đạt. Hành trình của chúng ta hôm nay là đi trên đường Cao Đạt nha. Thì bắt đầu từ cái nhà số 235 của anh chị cũng từng có kỷ niệm ở đây nè. Thì em đi từ đây, em đi đến cái cuối đường là chung cư Phúc Thịnh. Nhưng mà mình không đi tới cuối đường, mình đi tới cái gần cuối đường có cái hẻm á, thông ra cái hẻm 835 Trần Đạo để tìm cái quán cơm tấm. Đây. Giờ mình đi đây là cái góc đường Trần Bình Trọng và Cao Đạt. Đây có cái nhà này mới xây lại nè, nhà đó cứ bán cà phê, sau này thì xây lại cho thuê bán ốc, bán quán nhậu. Ở đây cũng có cái nhà cũng rất là xưa nè, bị cây che khuất rồi. 224 Cao Đạt, có 220 Cao Đạt. Hàng đi dưới tán cây. Đó, đây là ngã tư Cao Đạt và Trần Bình Trọng. Mình đi thẳng hướng này đi ra là vài trăm mét nữa là nhà thờ chợ quán. Rồi hướng này thì mình đi thẳng ra đây là bến Hàm Tử ngày xưa nè, chỗ bán than rồi rất là nhiều ha, ra bệnh viện Hàm Tử rồi đó. Bây giờ là bệnh viện nhiệt đới. Còn mình đi thẳng thì đến cái số nhà 250 Cao Đạt. Thì nhà đó bây giờ nó cho thuê bán cơm bình dân. Chắc mình đi bên kia đường để mình nhìn qua đây cho nó rộng hơn ha. Đó, đây là đầu đường Cao Đạt và Trần Bình Trọng. Ở đây cũng có cái nhà xưa cổ, còn cái nhà 240 là bên phía bên đây, kế bánh canh cua 17.000. Rồi tới hớt tóc Linh 242 nè. Rồi 244 nhà này bán rồi, nhà này mới xây lại nè. Rồi tới kế bên là 250. 248 nè. 248 250 chung. Nó có cho thuê bán cơm. Cũng hàng cơm trưa ở đây nè. Nhà rất là xưa nha. Số hình ảnh gửi cô chú để xem lại căn nhà của mình. Đây cách ngã tư khoảng chừng 100 mét. Ở đây thì có cái hẻm. Rồi mình đi tiếp vô cái cuối đường. Cuối đường là cái chung cư. Này, cuối đường này có cái lò bánh mì, rồi cái đình Quảng Hòa, rồi thông ra cũng có rất nhiều hẻm để thông ra tới cái bến Hàm Tử ngày xưa. Đó, sẵn mình đi ngang đây cho một số cô chú anh chị có thể nhìn lại cảnh xưa của mình nha. Đấy, bây giờ thay đổi rất là nhiều. Mình đi cuối đường đó là có cái hẻm này thông ra luôn. Đó, bây giờ là 1 giờ trưa ở Sài Gòn. Ngay đối diện đình thì có cái hẻm để đi đến cái quán cơm tấm. Nhưng mà không biết cô có comment nhầm không, cơm tấm 3 giờ sáng. Không biết là anh hay là cô hay là chú
Đai Si Phạm. Mình đang đi vô cái hẻm 835 đây. Có cái chung cư thời Pháp. Mấy hẻm này cũng thông với cái hẻm đi ra Cao Đạt luôn. Đây có nhà cũng rất là ngày xưa nè. Có thể là các cô chú anh chị mình có thể nhìn ra. Hồi xưa cái hẻm 835 này có số cũ là 855. 855. Nhà này theo kiểu hồi xưa nè. Đó. Vài căn thôi, không có nhiều. Ở đây cũng vô cái hẻm này, vô cái chung cư lúc nãy em có nói đó, chung cư của Pháp, cái trận cao lắm. Mình đi thẳng này là ra trận đạo ha. Nếu mình đi thẳng qua cái hẻm bên kia luôn á thì cái hẻm đó thông ra Trần Bình Trọng, đối diện cái nhà thờ Chợ Quán. Ngay đầu hẻm này cũng có cái, không biết ngày xưa là cái gì á, có cái cổng, cái cổng, cổng rất là xưa nè. Gửi mọi người xem để gửi lên hình ảnh gì đó cũng có kỷ niệm ở quê nhà. Bây giờ mình đi tiếp tới đường Cao Đạt. Cao Đạt Trần Bình Trọng. Quay lại cái điểm bắt đầu, phía trước mình là cái ngã tư Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng. Thì ngã đây có cái nhà mồ của ông Trương Vĩnh Ký. Cái đường Trần Hưng Đạo này có rất là nhiều quán cà phê. Cái hẻm này, cái hẻm này cũng đi vô thông ra cái đường Cao Đạt luôn. Hẻm này là hẻm 809. 809. Trưa hè rảnh rỗi dẫn các cô chú anh chị mình đi tham quan một vòng khu vực Sài Gòn ở Chợ Quán này nha. Các cô chú, có anh chị, các bạn nào mà có kỷ niệm về Sài Gòn gì đó cứ comment và em sẽ đi đến. Một comment cũng vẫn đi. Có một người xem là vẫn phục vụ nha, hoàn toàn miễn phí hết, không có gì phải ngại. Đây là niềm vui thôi, được quay những hình ảnh này là cũng là rất là vui rồi. Đây là ngay góc đường Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng nè. Đây ngã tư có cái bên đây là nhà thờ Chợ Quán nè. Kế đó là cái nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Rồi đây thì mình đi ra tới cái giờ mình qua đường nha. Qua đường để mình đi lang thang cặp đường Trần Hưng Đạo này, để mọi người có thể
rõ hơn con đường, khung cảnh buổi chiều. Nếu mà nhìn nhìn qua anh kia là đối diện nhà mộ năm xưa nè, rất là cũ, 1957 tháng 6 tháng 12 năm 1957. Chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Mình xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Xong đi vô cái hẻm 835 đó mà em thấy cái quán cơm tấm cá cơ bình dân không, mà ta không có thấy cơm tấm. Có thể là mình sẽ lộn địa chỉ. Cô chú anh chị có thể comment để em có thể rõ hơn nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Đây cái hẻm đó cũng em cũng hay vô đó ăn trưa lắm.